Sáng nay, khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đang tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân bị thương trong vụ hỗn chiến tranh chấp đất đai tại huyện Ea Súp. Khoảng 14 giờ ngày hôm qua, tại tiểu khu 263, xã Iang Bung, huyện Ea Súp đã diễn ra sự việc tranh chấp đất đai giữa hai nhóm người dẫn đến hỗn chiến. Hậu quả khiến anh Phạm Thế Văn, sinh năm 1991, trú tại xã Ea Súp, tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng công an huyện Ea Súp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.